Nước lèo của Thiếu Hồ của mình là như vậy nè các bạn, thơm lắm, có ngũ vị hương trong đây. Hấp dẫn à. Cái này nó vừa giòn vừa thơm, cái tô hấp dẫn quá bé ơi. Các bạn biết sao tại sao mình không bán hủ tiếu hồ nữa không các bạn? Mình nghĩ ra nấu một cái món hủ tiếu hồ chay để cho gia đình mình dùng. Thì cái món này là món của người Hoa, đặc sắc của người Hoa đó nha các bạn, hủ tiếu hồ mặn á. Còn mình nghĩ ra để mình nấu cái món chay này để đổi khẩu vị cho những người mà ăn chay đấy các bạn, thì được nhiều món. Nếu các bạn nào có thích á thì bắt tay ra vô lòng thử với mình coi cái món hủ tiếu hồ nó đặc sắc như thế nào. Giờ mình bắt tay vô làm nha các bạn. Nhất là mình giới thiệu nguyên liệu của mình nấu cái hủ tiếu hồ này, hủ tiếu hồ chay này cho các bạn biết nha. Trước nhất là mình đi ra chợ, đúng ra là mình mua cái hủ tiếu hồ á, là miếng miếng bự bự á các bạn, vuông vuông dài dài vậy nè các bạn. Vì mình cắt ra, nhưng mà bị mình giáo mình nó đòi ăn đột xuất quá, thành ra mình mua không có. Mà nếu mà các bạn nè, mình mua cái hủ tiếu xào này nè các bạn, nó cũng giống như hủ tiếu hồ mà nó nhỏ hơn nha các bạn. Mình mua đỡ cái hủ tiếu này thôi, chứ đúng cái này là nó chưa đúng là cái hủ tiếu hồ nha các bạn. Nếu các bạn nào mà thích ăn hủ tiếu hồ đúng á thì dặn trước ra chỗ hàng bún á các bạn. Các bạn dặn trước một ba ngày người ta mới có cho mình. Này đang đột xuất quá thành ra chưa có. Thì giờ nguyên liệu của mình là trước là cái hủ tiếu hồ, sau là mình ăn kèm với cái cải chua này nha. Đó, cái cải chua mình mua về mình rửa sạch nè. Đó là cái nguyên liệu, lần hồi mình chỉ cái nguyên liệu cho các bạn biết để biến chế như thế nào. Cải chua, ruột heo mà ruột non á các bạn, đúng là mình mua cái tươi gì nè các bạn. Vì mình rửa lại nước sôi rồi mình ướp gia vị, nhưng mà tại vì cháu mình á, nó không biết nó mua cái ruột heo chiên rồi nè các bạn, mà một lát mình cũng phải ướp luôn. Ướp cái chiên rồi thì nó không có được thấm ngon bằng cái chua ướp nha các bạn. Nếu các bạn nào nhớ thì mua cái này nè, đó là gồm có là lát mình ướp cái gia vị rồi mình chỉ các bạn sau nha. Cái này là mì căn ruột cái gì? Ruột heo mì căn á. Chai á. Thêm một miếng chả rong biển nha các bạn, chả rong biển nó như thế này nè. Ra chợ mua cái chả rong biển như vậy nè, ngay chỗ mà tiệm mấy người bán tàu hủ chiên đồ á có bán chả đó các bạn. Các bạn thích chả rong biển thì mua chả rong biển, còn thích chả mà lụa thì mua chả lụa. Cháu mình thích ăn chả rong biển, tại nhà mình có bán đồ chay người ta đầy đủ hết á. Giờ mình sắt nè các bạn, rồi mình bỏ lên tô hủ tiếu hồ nha các bạn. Mình mua 100 gram nấm đùi gà đó, nó vậy là về nhà mình rửa cho sạch, rửa muối á, rồi xong mình để cho nó ráo, rồi mình sắt, rồi mình nấu nước lèo. Một cái củ cải đỏ Đà Lạt á đó, với một nửa cái củ cải trắng để mình nấu nước lèo cho nó trong mà nó thơm. Mà đông cô nè, mình rửa cho sạch đi, mình nấu lại nước sôi cho nó dịu, mình nấu nước sôi cho nó nở hết đi, rồi mình đem mình ướp gia vị vô đây nè nha các bạn. Gia vị là ướp cái gì bé? Ướp chút xíu muối, chút xíu đường, chút xíu bột ngọt, chút xíu tiêu, rồi chút xíu chừng 1/4 muỗng cà phê thôi, cái nào cũng y vậy luôn. 1/4 muỗng cà phê ngũ vị hương vậy nè. Đó, ngũ vị hương gì vô đây nè. Cái nguyên liệu của mình nấu nước lèo là 100 gram đường phèn, 1 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh 1 hạt nem nấm hương nè, muỗng canh gì nè nha các bạn. Đó, thẳng này là gì, mình phần này là để mình sơ nấu nước lèo rồi nha. Còn cái phần mà để mình ướp vô trong cái cải chua á, cái phèo non này nè, là nửa một phần ba muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, rồi 1/3 muỗng cà phê tiêu, với nửa muỗng cà phê ngũ vị hương nè, gói gì nè các bạn. Vậy mình bỏ ra mình đắt, mình canh ra mình chế ra 1/3 muỗng cà phê thôi nha các bạn. Còn cái phần cải chua này nè, các bạn mua về rửa cho sạch đi, rồi một lát á mình sắc nhỏ,
mình sắc nhỏ xíu ra, rồi mình đem mình bắt nồi nước sôi lên, mình kỹ á nha các bạn, mình bắt nồi nước sôi lên, mình bỏ vô, mình vớt trở ra liền, đặng cho nó giữ lại cái độ giòn mà nó lại sạch sẽ nữa, như có cái nước sôi mình ăn mình yên tâm. Rồi mình sắc nhuyễn ra xong rồi mình mới đem đi trộn đường, muối, bột ngọt nè, 2 muỗng canh đường nè nha, với lại nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, là ăn hồi mình trộn vô kẻ chua cho nó giòn giòn ngọt ngọt á các bạn. Nhưng mà mình mua chừng khoảng, mình nếu mà nhà mình nấu 5 người ăn thì mình mua khoảng chừng 300g cải chua được rồi. Cái này cháu mình nó mua hơi nhiều, nó mua gần cả ký lận á, nhưng mà hồi mình làm không có hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt tay vô sắc rau củ, mình làm nước lèo nha các bạn. Đi nấu nồi nước lèo trước. Cái củ trắng này mình nấu cho nó trong nước đó con. Dạ. Nước nó trong nó không thiếu hồ quá. Xéo xéo gì mình nấu cho nó ngon nha con. Mình đem đi rồi nấm này đi. Nếu các bạn nào mà không có tỏi ở nhà sẵn á thì băm miếng tỏi phi lên với dầu, còn mình thì có tỏi sẵn rồi mình bỏ vô, mình khỏi cần làm riêng đó nha, bỏ vô với dầu á, bạn phi đồ cho nó thơm á. Bỏ cái nấm đông cô nãy mình ướp á nha các bạn, mình xào lên với lại cái nấm chân nấm đùi gà nè. Nhớ lưu ý nha, lúc mình xào á mình bỏ vô khoảng 1 chút xíu muỗng vị hương nha các bạn. Đó, 1 chút xíu muỗng vị hương vô đây là cho cái nước lèo mình nó mới ra cái một tiếng hồ nha. Đó, chút xíu thôi nha, xào đúng rồi nè, bỏ miếng muỗng vị hương vô đó, cho nó săn lên đi, nó săn lên rồi nè. Chế nước cho các bạn ăn nhiều thì chế nhiều lắm, ít thì mình ăn 5 người nha các bạn. Mình chế thành 6 tô chừng ao á. Rồi mình thả cái gia vị mà đường rồi mình giới thiệu cho các bạn biết đó. Vô hết à, nấu cho nó mềm nè đó. Rồi mình thay 1 muỗng dầu nha các bạn, cho nó có cái độ trơn rồi mình chiên nó có bị dính trước khi ướp á. Rồi cái gia vị nãy mình giới thiệu các bạn cho rồi đó, giờ mình bỏ vô, mình thêm tí xíu miếng ngũ vị hương vô cho nó có cái mùi, rồi mình trộn cho nó đều lên, rồi mình đem mình chiên, chiên giòn lên rồi bỏ vô tí xíu ăn mặn. Mình sắc nhỏ vui nha các bạn, cái đầu này nó ấy thì mình bỏ đi, sắc nhỏ nhỏ, mình ăn bự thì sắc bự, nhỏ thì sắc nhỏ nha, thì ăn vừa vừa vậy thôi. Có nhiều chỗ bán hủ tiếu hồ nó không có cải chua luôn đó nha các bạn, nhưng mà mình ăn đúng nó là phải có cải chua, không cải chua là nó không bao giờ ngon. Này mình trụng dưa cải và nước sôi nha các bạn, vớt ra liền luôn á, tức khắc luôn á, chứ không có để lâu được, để lâu ăn nó không có giòn. Đúng là mình để gì mình ăn luôn cũng ngon nè, mà tại chiều rồi. Rồi mình chịu khó mình dợt ra đi, rửa sạch rồi dợt ra lại gì nữa cho nó bảo đảm vệ sinh an toàn. Mình trụng hủ tiếu và nước sôi nha các bạn. Đó, không hỏi luôn. Này là cải chua mới vừa trụng qua nước sôi xong rồi các bạn. Bây giờ bé sẽ ướp gia vị hồi nãy đã giới thiệu vô á. Đó, 1 muỗng tỏi phi đó. Vô mình ướp cho nó thơm. Mình giới thiệu rồi đó. Giờ mình ướp vô cho nó ngon. Các bạn nào ăn ớt thì bỏ miếng ớt vô. Mình không có ăn cay. Ướp bây giờ bứt gỏi vậy đó các bạn, rồi bỏ vô thứ hồ mình ăn nó ngon á. Đó, ngon lắm các bạn. Ướp cho nó thấm đi. Rồi chút xíu hủ tiếu chín gà cái mình
ăn là nó vừa luôn. Úp này khoảng chừng 10 phút, 15 phút nha. Mấy người bán á, hủ tiếu hồ á, là người ta ướp cái này tối, người ta ướp sáng người ta bán. Này cái miếng cải chua nó giòn mà nó thơm, mà nó thấm vô ngon lắm. Giờ này mình ướp khoảng 15 phút mình ăn đi, cậy đi. Các bạn biết sao tại sao mình không bán hủ tiếu hồ nữa không các bạn? Mình dặn hủ tiếu hồ á phải dặn trước một ngày. Mà dặn xong rồi á, mình dặn chẳng hạn gì mình bán 5kg đi, mà mình muốn lấy nữa thì cũng không có. Mình lỡ mình lấy 5kg mình bán không hết á, mình trả lại cũng không được luôn. Nên mình buồn của mình không bán hủ tiếu hồ nữa. Bực quá mà buồn, cực không nói gì đi. Mà buồn á là lấy hủ tiếu vậy khó khăn quá, cái đâm ra mình nản, mình không muốn bán hủ tiếu hồ. Hồi đó mình có bán hủ tiếu hồ bán đắt lắm các bạn. Mà giờ mình không bán nữa. Rồi mà chắc nay mai chắc mình cũng bán một chiếc nữa cho người ta ăn quá, người ta đang hỏi á các bạn. Đại cực cũng được nữa, nhưng mà miễn sao ta ăn ngon là mình vui rồi. Nhưng mà con cái lấy hủ tiếu cực khổ chứ không phải gì. Mình làm mình không sợ cực. Đó mà mình lấy hủ tiếu thì sợ cực. Vậy bé lấy ít thôi, bữa nào bé bán lấy ít thì cái nồi nước lại mình bán không đủ, cái chừng hết rồi bán cái hủ tiếu kia thế vô thì người ta không chịu. Nó thấy ăn hủ tiếu này nó không ngon, nó khổ cái chỗ đó đó. Còn như cái hủ tiếu thường cô bé bán đó mà còn dư á, cô bé trả lại lò được đó. Mình lấy mình bán xong chưa mình còn dư như mình trả lại, mai mình lấy cái mới. Còn ngồi nhà cái hủ tiếu hồ là nó không chơi trả lời, nó nói bán nhắm nhiều thì bán, bởi vì cực là vậy đó. Cũng như bánh ướt cũng vậy á, cũng đâu có cho trả lại đâu. Mà bánh ướt mình nhắm được, cái hủ tiếu hồ nước này mình cũng khó nhắm. Mình mua là vớt ra được hả? Nhưng mà các bạn nhớ là các bạn mua chưa chiên đi, về ướp nó mới thấm. Nè như về chưa chiên này, giờ mình về mình ướp nó thấm, mình chiên lên nó mới ngon. Còn hủ người ta chiên rồi mình về mình ướp rồi chứ nó không có thấm, nó không có ngon. Hấp dẫn không? Cái này nó vừa giòn vừa thơm. Giòn giòn thơm thơm. Tức là hủ tiếu hồ của mình là như vậy nè các bạn, thơm lắm, có hủ dị hương trong đây, nãy mình có giới thiệu cho các bạn rồi đó. Mà tùy theo các bạn ăn lạc, mặn. Mình thì nãy mình giới thiệu các bạn là có một muỗng canh muối, nhưng mà mình nêm thêm một muỗng canh muối nữa đó, là thành hai muỗng nha các bạn. Nếu các bạn nào ăn mặn thì nêm, có thể nêm ba muỗng. Đó, bây giờ mình sẽ múc nước lèo nha các bạn. Có bị căng non á, bị căng non mình thấy buộc heo quá nha. Mình chăm mình chiên lên mình bỏ vô. Chấm với tương ớt đồ ăn á, ngon lắm. Rồi bé nói cho các bạn biết chừng nào bé bán món này lại để người ta lại người ta ăn. Để các bạn lại ăn. Chắc không cần nữa các bạn. Chứ mình bán món này lại cho. Từng nữa mình không biết ngày nào. Đây cái chén hủ tiếu hồ của mình nè các bạn. Bé mình trả rồi. Thôi bé mình trả con đi. Nữa nè, vừa ăn giùm con đi. Thôi mình không ăn trả. Đây. Cái ruột heo thôi. Để bé Quỳnh giới thiệu. Hồi nãy mình quên giới thiệu cho các bạn là lúc mình múc ra cái tô ăn á, chuẩn bị mình ăn á, là mình bỏ miếng hồi gai vô cái tô nước lèo cho nó thơm. Nếu các bạn nào có thích thì về nấu theo công thức của mình. Ăn rất là ngon vừa miệng, cho gia đình dùng những cái ngày cuối tuần hoặc là buổi sáng gì ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Thì
để video sau, nếu mà cô bé có nghĩ ra món gì mới lạ thì cô bé chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn nào thích thì nhớ like cho cô cháu mình một like nha. Có điều gì mà cũng như là không có khéo tay gì luôn á, các bạn cũng đừng có cười cô bé nha. Nếu mà cô bé chỉ thì các bạn làm chắc khéo hơn cô bé à. Tại cô bé dụng về lắm. Dạ, sắp đi các bạn. Mới đồ chai không à? Thôi, muốn ăn dở. Ăn dở hổ quá. Nhưng mà bé ăn thơm vậy. Bà hổm á, dẫn bé đi ăn cũng đồ bánh tôm ngoài rồi, bà chơi dở. Mình làm chai. Mình chế nha, mình làm chai. Thì chai chúng ta ăn gì? Chai luôn á. Bà ăn bà chê. Bà nói nghe. Ngon quá. Ngon quá hả? Vậy lâu lâu làm ăn ngon. Xong đi. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ là